Trở lại với kênh của Hello Shop. Như các bạn đã thấy ở tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc máy Swatch nó rất là đặc biệt. Và các bạn muốn biết nó hay ho ở điểm gì, thú vị ở điểm gì thì hãy cùng mình xem hết video này nhé. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của bọn mình cũng như là share game để có thể nhận được những nội dung hay ho về game, máy game lẫn công nghệ. Ok, cùng bắt đầu video thôi nào. Và của mình chính là chiếc Nintendo Switch phiên bản giới hạn của tựa game Animal Crossing. Thì nhìn qua thôi chúng ta cũng đã thấy được cái thiết kế rất là khác lạ, rất là đặc biệt rồi. Thế nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi tổng quan về những cái phụ kiện mà bạn sẽ nhận được khi mà bạn sở hữu bộ máy giới hạn này nhé. Cũng giống như những cái bộ máy Nintendo Switch trước thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc Switch console, hai Joy-Con, hai dây đeo Joy-Con, một chiếc Joy-Con grip, một chiếc tóc cực kỳ xinh xắn để chúng ta có thể sạc cũng như là xuất hình ảnh ra TV, và cuối cùng là dây HDMI để chúng ta có thể kết nối với TV cũng như là dây nguồn để cấp nguồn cho máy. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về từng cái thiết kế chi tiết ở cái bản máy này để xem là nó có gì thú vị nhé. Thì trước tiên mình sẽ bắt đầu với chiếc Nintendo Switch console này. Nhìn mặt trước thì nó cũng giống như ba cái bản máy Switch bình thường thôi. Thế nhưng mà ở mặt sau chúng ta sẽ có đôi chút khác biệt. Ở đây thì mình nhận thấy là nhà sản xuất họ đã in lên cho chúng ta những cái họa tiết chìm rất là quen thuộc đối với tựa game Animal Crossing. Chúng ta sẽ có những cái khu vực quen thuộc xuất hiện ở trong game này như là khu vực đốt lửa trại hay là vườn hoa lúc mà bạn trồng hoa chẳng hạn. Những cái điểm này nó sẽ tạo nên một cái sự khác biệt cho chiếc máy của bạn. Tiếp theo sẽ là hai cái phụ kiện không thể thiếu của chiếc máy Nintendo Switch, đó chính là hai chiếc Joy-Con này đây. Thì khác với hai cái Joy-Con thông thường là màu đỏ và màu xanh thì lần này phiên bản Animal Crossing nó sẽ có màu xanh lá cũng như là màu xanh dương, và cái tông màu pastel nó rất là nịnh mắt, rất là nhẹ nhàng và nó làm cho chúng ta liên tưởng đến cái sự yên bình, nhẹ nhàng trong cái tựa game Animal Crossing này. Tiếp đến thì mình cũng có hai cái dây đeo Joy-Con như thế này đây. Thì nó cũng đã được custom lại thành màu kem rất là phù hợp với hai cái màu xanh lá cũng như là xanh dương. Khi mà bạn gắn hai cái này vào cho con thì bạn cũng lưu ý về cái biểu tượng dấu cộng cũng như là dấu trừ để có thể gắn cho chính xác nhé. Ok, món phụ kiện cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó chính là cái dock này. Và nhìn sơ qua thôi thì nó cũng có một cái thiết kế rất là khác biệt so với cái dock bình thường, màu đen bình thường của chúng ta. Và mình biết là đã có rất là nhiều bạn khi mà nhìn qua cái bộ Nintendo Switch phiên bản Animal Crossing này thì bạn đã muốn sở hữu ngay lập tức, cũng chính bởi vì chiếc dock này đây. Màu sắc của chiếc dock cũng đã được đổi thành màu kem, một cái màu rất là giống với màu của dây đeo Joy-Con cũng như là mặt sau của Joy-Con. Ở phía góc bên phải chúng ta sẽ có hình ba nhân vật gấu mèo. Đây cũng chính là ba nhân vật mà luôn dẫn dắt người chơi chúng ta từ đầu game, và lúc nào thì cũng có một cái vẻ đáng yêu rất là riêng biệt của nó. Đây cũng là một trong những cái lý do mà mình gắn bó với tựa game này rất là nhiều. Ok, tóm lại thì chiếc máy Nintendo Switch này nó chỉ khác chiếc máy thông thường ở thiết kế, màu sắc mà thôi. Còn về cơ bản thì đây vẫn là chiếc máy Switch V2 có cùng cấu hình như vậy, cùng thời lượng pin như vậy, cũng như là cách hoạt động như vậy. Thế nhưng mà đặc biệt một chút là chiếc máy ở trên bàn mình là một chiếc máy Switch đã được mod chip. Vậy nên là ở trong máy cũng đã có sẵn một cái thẻ nhớ SD cũng như là mình hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt những cái tựa game mà mình yêu thích. Nếu như các bạn là một fan của tựa game Animal Crossing đình đám này, hoặc là đơn giản bạn chỉ đang tìm kiếm một chiếc máy game đặc biệt để có thể dành tặng cho người thân, bạn bè vào dịp lễ sắp tới, thì đây sẽ là một chiếc máy game phù hợp dành cho bạn. Hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về chiếc máy này ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.